lóng người ta dài bự mà nó cứng hay chứ không phải nó ấy đâu nè, một lóng nè, còn thấy cứng ngắc nè, thấy không, rất là cứng luôn. Tiếp tục thì bữa nay Sơn quay vào con nông dân bón phân nuôi đồng cho lúa OM18 vụ hè thu ha, đây rất hay vụ ha. Thì bữa nay cái miếng này là được 47 ngày bà con ơi, 47 ngày ha. À, nông dân người ta bắt đầu tiến hành bón phân giai đoạn này cũng như là nuôi rồi. Giai đoạn này thì cái bông non nó đã lên khoảng 1 cm đến 1,5 cm rồi ha. Thì đây Thất Sơn thấy chú bón thì không biết bón gì, trước tiên thấy ông bón 16-16-8 của Cà Mau ha, NPK 16-16-8 ha. Thì nói chung cái dàn lúa này thì nó cũng rất là tốt ha, tại vì cái lúc nhỏ chú ông thúc á, thúc để ông lấy cây bự á, tại vì ông làm cũng theo phương châm là cây bự bông bự ha, là ông thúc giai đoạn nhỏ. Rồi ông gài quốc đám mưa xuống thấy cái màu lúa nó ở xa thấy vàng vàng nhưng mà lại gần thấy cũng không vàng quá ha, nó cũng nói chung cũng đang cần phân. Thì giai đoạn thì chú bỏ tới giai đoạn 47-50 ngày này thì bón cũng vừa rồi. Bón giai đoạn này thì nếu đối với thằng 16-16-8 thì không đường nào dư lá chẳng hả mấy con, 16-16-8 hoặc 20-15. Mà còn bón cỡ nào bón cũng ít có dư lá, tại vì nó có đạm lần kali cân đối với nhau, nó gịch với nhau, dần nhất là kali ha. Nó cân đối với nhau, nó gịch với nhau, nó không có bị thừa đạm, nó cũng không có có kali vậy, nó cũng cứng lá, cứng cây, nó ngắn lóng nữa ha. Còn mà con trộn thì đôi khi nó thiếu kali, nó dư đạm thì nó sẽ vượt lá thôi. Thì ở đây bà con giờ mấy cái miếng xung quanh ta bón rồi nở xanh này, còn miếng này cái màu vàng chanh đó bà con thấy không. Thì để hồi Thất Sơn thì sẽ tách cho bà con xem 47 ngày cái bông nó lên bà lớn ha. Thì nói chung thì bà con bón cái giai đoạn này, bón trước thì sợ sau này giai đoạn 50-50 ngày nó thiếu phân thì nó ảnh hưởng, tại vì cái bông lúa bà con thì bà con lưu ý ha, cái bông cái cây lúa cái thời gian sinh trưởng của nó là tới 50-55 ngày là cái giai đoạn là cái bông non nó phát triển lên, nó bự lên. Nếu mà giai đoạn đó nếu mà bà con mình thiếu phân đó, thì cái bông nó sẽ bự. Thứ nhất là nó thiếu phân, nó có thể là ảnh hưởng tới những cái bông lúa, cái hộp hạt lúa mình á, nó sẽ không có đủ dinh dưỡng để mà nó phát triển cái vỏ chấu nó đầy đủ kích thước ha, đặc biệt là cái trong cổ. Bà con mình làm lúa bà con thấy khi mà nó trổ ra đó, đến mà nó vô gạo bà con thấy mấy cái hạt lúa trong cổ của bà con mình á, nó bị nhỏ ha, nó nhỏ. Thứ nhất, cái nhỏ thứ hai nó bị cũng như là nó muốn cong cong xéo xéo, như là nó bị dị tật á, là do thứ nhất là thiếu phân, thứ hai là bà con mình cũng xịt thuốc thêm ha. Là những cái giai đoạn quan trọng, giai đoạn từ 50 ngày giai đoạn đó nó lên cái bông, thì nó lên nó lại lên bông đó, thì bà con giai đoạn đó, nếu bà con mình rước phân vô, một số bà con mình bón phân nó đồng 2 lần á, là cái lần đó là lần 50 ngày là đúng cái thời điểm nó đang cần phân á. Nếu bà con bón vô trong đó là cũng đạm lần kali đầy đủ ha, là nó thứ nhất là nó phát triển cái trong cái cậy cái bông lúa mình á, cái nhánh giá trong cái nhánh giá cuối cùng á, bà con thấy để 3 nhánh giá cuối cùng á, nó sẽ đủ dinh dưỡng, nó sẽ giúp cho cái bông lúa mình nó bự á, nó bự nó cứng đầy đủ kích thước như là cái hột ngoài đầu ha. Thì bà con để ý một số cây trồng ăn trái mới như thúc lốt hay là dừa, con thấy mấy trái ngoài đầu bự mà mấy trái gần trong cuốn nó bị nhỏ đó, không đủ kích thước á, là do nó không đủ dinh dưỡng, thì lúa cũng vậy ha. Thì bà con mình lưu ý bón phân cho nó cân đối. Rồi anh Bảy. Tưởng đâu sáng làm sớm rồi chứ. Thì cái dàn lúa này trước mắt thì thấy nó đạt mức là 9-10 á, nó rất là cao thấy không con. Cây cũng bự luôn ha, chứ không phải là cây nhỏ đâu ha. Cây nào cây nấy bà con nhìn. Đây Thất Sơn họ sẽ tách cho bà con luôn. Chiều cao nó thì quá tạo đạt luôn à. Chiều cao cây bữa nay cây từ đây xuống tới đây 2 tấc 6, 2 tấc 7 luôn à. Bà con thấy từ cái gốc ha lên tới cái cổ lá trên đây. Này từ 2 tấc rưỡi, 2 tấc 6 rồi, quá từ cao, hơn ra. Cây cũng đạt luôn. Để ra đây Thất Sơn quay rồi tách cho con xem cây 47 ngày nó như thế nào ha. Bón đây không, ở đâu có bón miếng 2 công trên hả anh Bảy? Cái này đón đồng 2 bao 10 công 100 kg, công cắt chạy ra 10 kg hả?
ba bao hả? À, ba bao thì 15 kg, 16, 16, 8 là ba bao cũng vừa, 15 kg. Nếu bón 20, 15 thì mà hai bao vừa, còn 16, 16, 8 thì ba bao đúng không? 16, 16, 8 là bị cao Cà Mau. Miếng gòi vậy bà thấy nó muốn im hơn cái miếng lùng hay miếng lùng nó. Bữa họ bón ấy, bữa họ bón phần sau nữa mà cuối cuộc nó dư vàng lắm ấy. Ừ, nó trâu dây gút đã. Này 16, 16, 8 TE Cà Mau. Tay 30 nuốt bao một. Tay là tay 40 nuốt bao một xả. Sấm nó bay đồng ngoài gì, thấy nó, cái chiếc đó nhiều tay 40 á. Không chạy sát ngang gặp. Không chưa 50 đâu, 40. Này miếng lung không con, khi cày nó cũng đạt hết trơn ha, thưa cày bự không. Em con thấy cày không, cày bự không, 47 ngày. Này là 16, 16, 8 của Cà Mau nó vậy nè bà con. Cái màu nó màu đất, màu nâu. Ha. Nó trộn chung với nhau ha. Đạm lăng kali trộn chung với nhau là một màu một ha. 16, 16, 8 Cà Mau. Thì chạy ra 15 kg công cắt. Ha. 15 kg công cắt mà 16, 16, 8. 15 kg 16, 16, 8 thì chỉ bằng cỡ 10 kg, 10... 20-15 thôi, tại vì cái hàm lượng nó đâu có bằng kia. Thì nói chung lúa này nó cũng thứ nhất là cái cây nó bự hết mà con. Cây nó bự nó cũng đạt rồi. Mà con mình bón nó cũng, nếu mà con bón nhiều quá thì cũng nữa nó cũng dư lá thôi. Chứ nó không cũng không có là làm cho bông bự hay là đồng bự gì đâu ha. Mà con đừng ấy, cái này cũng như bón 15 kg nó tính ra 16-16 thì nó vừa thôi. Thì mà con nuôi, hoặc là bà con bón 20, 15, 10 kg cũng được, nuôi chừng nữa thiếu phân, chừng nữa giai đoạn nó trước chỗ mình thiếu phân thì mình cứ bón dặm UG vô là ok rồi. Giai đoạn nó như rước hạt á, trước chỗ nếu vàng mình bón, còn nếu máy thì mình đợi chỗ đều hoặc là công với me, cái tùy theo cái tình huống đất ruộng của bà con mà bà con mình làm ha. Chứ giai đoạn này bà con thúc phân vô cho bông bự thì cũng thua rồi, nó dư phân quá nữa hoặc lá dễ sâu dễ bệnh ha. Bón dần dần á cho nó giữ cái màu thôi. Có thể là cửa này bà con bón 16, 16, 8, 10 kg cũng được. Rồi bà con chịu khó tới 50 ngày bà con bón nữa, lần nữa bà con khỏi rước hạt cũng vẫn được. 10 kg, 16, 16, 8 nó chạy ra là 20 kg, bón phân 2 lần thì nó cũng ok. Chung là tùy theo cái điều kiện kinh tế của bà con và cách làm của bà con thôi, cách nào cũng được. Bón sớm nói chung thì cái diện nhiều quy luật, bón sớm thì hết phân sớm, nhưng mình ăn cơm sớm thì đó bụng sớm thôi. Những giai đoạn quan trọng thì mình cần cho nó ăn phân, còn những giai đoạn không quan trọng thì đừng có thúc quá, phí thôi.
đây cho bà con xem lại cái nè. Thì nói chung mặt độ nó cũng vừa phải không con, không thưa mấy, mà cây cũng rất là cứng ha. Nó cũng cây nó cũng chênh lệch với nhau, cũng cây bự cây nhỏ có ha, tương đối khoảng 8 trung bình hết nguyên đám thì tùy chỗ ha. Nó cũng đạt ha, cũng đạt trên mức 8 điểm à. Để đây các con sẽ cho bà con xem cái cây lúa là tách ra như thế nào ha. Thì nói chung cái bộ rễ nó nói chung tạm ổn, đây mình bứt lên nó bị đứt rồi nè con, chứ bộ rễ nó dây dừa ha, đừng có rễ nhiều quá, nó nhiều khi nó rễ nhiều quá nó cũng không tốt đâu con ơi, nó bị bệnh xâm nhập rất là dễ luôn, bệnh bú rễ này kia qua đường rễ đâu á ha. Nó vừa phải thôi, cái gì cũng vậy, vừa phải thôi chứ không phải con nó rễ nhiều là tốt ha. Rễ nhiều rất dễ là bị nhiễm khuẩn này kia rồi tùm lum hết trơn á, chứ không phải là con vẫn chơi đâu. Nó cái gì nó cũng có nguyên nhân, vừa phải cái gì cũng vừa phải thôi. Thì đó, cái chiều cao nó cũng đạt, cái chiều ngang thì cũng đạt từ 1 cm ha. Nếu mà lúa bà con làm tới cái giai đoạn mà cây bao lớn trở lên thì nói chung là ok ha. Nó là một bước ngoặt trước rồi đó. Còn giai đoạn còn cái bước ngoặt sau nữa, bà con cố gắng nhất là lấy gạo phòng chừa bệnh lem lép rồi quy khuẩn rồi ha. Đó. Thì giai đoạn 4-7 ngày thì nó lá này lên lá này, còn một lá cuối cùng nữa là cuối tháng 4-7 ngày 3 ngày nữa thì 3-5 ngày nữa nó, từ 3 ngày nữa thì nó lên lá này. Đó. Thì để coi tắt còn lá nữa không, hay là lá này lá cuối ha. Nó thường thường là trung bình là nếu cây cái là 50 ngày là nó lên ha con, 50 ngày nó lên lá đài là lá cuối cùng rồi đó ha. Lá này có thể là lá thứ hai nè, còn lá thứ nhất là lá đài thì nó đang ở trong. Để sang sẽ tắt cho bà con mình xem luôn. Đây đó. Thì bữa nay nó muốn tròn ở dưới nè con, lên tới đây nó cứng lên tới đây nè, cái lóng lên tới đây nè, lên cứng tới trên đây luôn nè, còn thấy không, lên rất là xa ha. Thì cái bông trong nó phải tượng lên từ 1.5 ly đến 2 ly hết ha. Là cái này không xịt thuốc cứng lóng ha, là lóng tự nhiên nó lên vậy đó. Còn nếu mà con xịt cứng lóng thì lúa, nhất là lúa mà con nó có khúc à, chiều cao nó có khúc à, rồi lóng nó cũng cục luôn. Con này là không xịt cứng lóng ha, không có xịt ngắn lóng ha, thì nó tự nhiên đó. Về ấy thì một là mình nhìn lóng nó lên lóng là hai bên bìa nào con nó phải nhô lên giống như đường xương sống bà con mình đó ha. Còn mà cái đây nè, nó tròn tới đây là có nghĩa là lên ngồi viết đó, nó tròn tròn lên ngồi viết đó, nó tròn ở dưới tròn dài lên, tròn càng tròn càng lên cao là cái bông nó càng bự ha, bông lúa nó tượng nó càng bự, nó nói chung nó như thôi cũng rất là dễ nhận biết thôi. Nào con dòm cái lóng thứ nhất nè, lóng người ta dài bự mà nó cứng ha, chứ không phải nó ấy đâu nè, một lóng nè con thấy cứng ngắc nè, thấy không, rất là cứng luôn đó. Cứng lóng, nó cống dài đủ đầy đủ thuốc ha. Còn sử dụng một số bà con mình sử dụng thuốc ngắn lóng nhiều quá, không phải sử dụng nhiều quá nó cũng bất tiện nữa, chứ không phải là sử dụng nhiều là hay đâu, nữa sau này có thể là nó bị ngạn đồng á, cái chỗ không thoát á, ngắn quá ngắn. Lúa này không có xịt gì đâu ta, mà sao cứng cây với ta, cứng cây ba cái này ông đúng rồi, khai nước, ông khai nước khô đất luôn, vậy nó săn lận ha. Giống như mà cây bà con mà đang ngâm nước hoài thì nó đâu có cứng ha. Còn mà con khai nước nắng nó cứng lắm. Lóng thứ nhất, lóng thứ hai nè ha. Lóng lên lóng thứ hai dài thòn vậy, lóng thứ ba là chắc cái bông bành trướng rồi. 4-7 ngày, khoảng 55 ngày là mang bầu rồi. Để coi lá đồng cuối cùng không. Đây. Thì cái này nó lớn từ từ hết con, cái bông này nè, mình bón phân vô rồi lớn từ từ. Bón này cũng ngay luôn. Này tim đèn khoảng 1-2 ly ha. Đây, cái bông non nó bụi ra nè. Con thấy không? Nó từ từ hết đó. Thì cái này là cái nó nhầm cây hả mọi con, cái cây này thì lên như có cây lên khoảng 1 cm luôn rồi ha. Thì nói chung có cây nó tùy theo nó làm cũng trước sau chứ không phải là điều đám ha. Đó, một số cây khác thì cái bông nó tượng rất là bự dài ra ha, con này thì cũng nhớ lên đây tùy theo đó. Còn về cái lá đồng
coi nếu nó lên vậy thì còn khoảng một lá nữa, đúng rồi nè, còn lá này nè, cái đó nó lên khoảng 50 ngày nó lên theo cái lá này nè bà con, cái bông nó tọt lên nó lên luôn á, nó có cái ngăn nè, nó có cái ngắn nè bà con thấy không, chỗ này nó có cái ngắn nè đó. Lên là lên luôn cái chỗ chung lá luôn là cái đồng nó dính vô trong lá luôn, là cái lá này lên là nữa cái bông cái chỗ lên theo ha, là lá cuối cùng nè, 47 ngày là khoảng 50 ngày là lá này lên, 50 đến 52 ngày là cái lá đồng nó lên, nó là cái bông nó chỗ lên sau đó nó tọt lên lá đồng ha, thì còn một lá cuối cùng nữa ha, hiện tại từ 50 đến 52 ngày nó mới lên hết bà con, là 3 đến 5 ngày nữa đó, thì sao chia sẻ cho bà con nhé.